Rồi bắt đầu vận hành máy, chúng ta sẽ lớp bỏ cái này ra. Kéo cửa ra gặp ra. Cái lưỡi này bà con kéo lên trên nhá. Kéo lên trên như này là gạo sẽ chảy xuống cái đường chảy vào cái đường lọc xạ. Còn kéo trực tiếp ra nhà sẽ không qua lọc xạ này. Chúng ta kéo lên như này. Cái này chỉnh về số 0, tất cả các đường xuống gạo này, đường xuống thóc chúng ta phải đóng hết vào. Đây chúng ta đây ra có thể cho một bao to vào đây được hết này, các bạn để ý đây, một bao to rất là to mà vẫn chưa đẩy được cái toàn. Nó đổ hết đây bỏ ra. Chúng ta vận hành máy này. Bật cái áp nhỏ này trước để chạy cái hệ thống sàng rung này và cái đường guồng thấp. Lúc nào chúng ta phải bật cái áp nhỏ trước này. Như thế bật cái áp to này. Con nhìn lức lần một này, tỷ lệ rất là cao nhá. Này chúng ta đóng cửa gió qua một chút nữa để cho nó hút sạch hết chấu đi. Gạo đã được bóc vỏ chấu lần một này, rất là sạch nhá. Này đạt khoảng cái này làm nếp này, cái này đạt đến khoảng 99% rồi. Cho con nhìn nhá. Với cái chúng tôi đã thử với hai cách. Đầu tiên là với cái gạo lứt này chúng tôi sẽ xếp trắng luôn này. Còn cái lượng thóc này thì chúng tôi sẽ cho lứt hai lần xem là nó đạt hiệu quả của nó có đạt hết 100% không.
Trước tiên là tôi sẽ thử cái chất trắng của cái dạng này đã. Ok thì chúng ta lại bật máy lên rồi. Thường thì sau khi máy chạy xong chúng ta để cho chạy thêm khoảng 2-3 phút nữa để tất cả các lượng cát sỏi nó sẽ dồn lên trên và chúng ta sẽ kéo cái cửa xả ở trên này. Kéo cái cửa xả cát sỏi ở đây. Thế bây giờ tôi nghĩ để ý là sỏi nó mới lên được đến trên này thôi. Một lát nữa nó sẽ chạy hẳn lên trên. Bên dưới này là gạo sạch rồi này. Bà con lưu ý nhá, nhiều loại máy trên thị trường bảo là có lọc xạ. Đây như chúng tôi đang nghiên cứu qua loại này. Máy này bảo là trên thị trường có rất nhiều mẫu như thế này mà bảo có lọc xạ nhưng thật ra không thể lọc được nhá. Máy lọc xạ nó phải tích hợp rất nhiều cái, ít nhất là nó phải có quạt gió và hệ thống sàng rung của nó phải rất là đúng tốc độ, chuẩn với tốc độ thì nó mới hất và nó đẩy được ngược hạt xạ lên trên để xả ra. Còn với cái kết cấu của cái máy này này, không có một cái kết cấu gì để gọi là lọc được xạ, nó chỉ cho tấm chạy xuống dưới thôi. Còn bà con để ý sang cái hệ thống máy này nó có hệ thống lọc xạ nó rất là hiện đại nhá. Đây là cái bầu thổi gió của nó lên bà con này, để tay vào đây tôi sẽ thổi. Đấy, nó sẽ thổi, nó
có gió nó thổi đẩy lên thì nó mới lọc được sạn và tạp chất đẩy lên trên. Còn nếu mà những cái máy mà nó không có quạt gió, không có và cái tốc độ mà con nhìn nó nhảy cái độ nhún của nó là nó rất nhảy và nó hất thẳng sạn lên trên. Còn những cái hệ thống, những cái máy rẻ tiền ở trên thị trường thì nó không thể có được cái cơ cấu này. Rồi sau đó chúng ta sẽ, bây giờ tôi sẽ thử xả sạn xem là sạn nó đã ra ở cái đường kia chưa nhá. Hiện đại như này thì nó mới lọc được sạn, chứ bình thường không thể có loại nào có thể lọc sạn được.